Vâng, lại với một video quay chi tiết nội tạng của dòng đẩy cực kỳ nổi tiếng, dòng đẩy Audio Center có mã là Pro 7.0. Đấy, dòng này thì chất âm của nó thì quá tuyệt vời và công suất của nó thì siêu khỏe. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng về cái nội thất của sản phẩm nhé. Ruột đặc khít luôn. Đấy, quả biến áp này. Quả biến áp nguồn này nó rơi vào khoảng 20 nhé. Và đây là hai kênh, đây là một kênh công suất này, các bác có thể đến sò này, rất chi là nhiều sò nhá, chạy sò Toshiba của Nhật. Đây là một kênh trái và bên này là một kênh phải, và đây là phần nguồn, phần tụ lọc nguồn này. Tụ lọc nguồn thì sử dụng 8 tụ của hãng Audio Center luôn này, trên thân tụ đều dập logo của Audio Center, hàng xịn sò chính hãng. Với những sản phẩm của dòng Audio Center thì thường được thiết kế có điểm nhấn màu đỏ đây. Đấy, main mạch đều màu đỏ hết nhé các bác nhá. Kể cả logo đằng trước. Đấy, Pro màu đỏ nhá. 7.0. Dòng này khi nháy, khi hoạt động công suất đèn nháy rất đẹp nhé các bác nhá. Đây, em sẽ khởi động máy để các bác được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này. Vẻ đẹp rất đẹp nha, mặt phay nhôm này. Và làm những cái thanh thanh nhôm đằng trước này, hai bên này. Trông nó mỏng, đã mỏng rồi nhá, lại còn trông nó thanh cảnh rất đẹp nhá. Thiết kế của dáng đẩy này quá đẹp, mặt phay nhôm. Đây em sẽ mở này. Này, khi mình mở lên thì công suất nó sẽ nháy lên. Đấy, rất đẹp nha các bác nhá. Nháy theo mức điện áp công suất của các bác. Lỡ biết người nào. Đấy, trước khi gửi hàng thì bên em cũng tháo ra vệ sinh và test thử đầy đủ hoạt động các tính năng quạt gió này và công suất chạy hoàn hảo để gửi cho các bác. Thì nhân tiện em cũng làm một đoạn clip ngắn để gửi đến toàn thể các bác. Bên em luôn luôn có những cái sản phẩm của Audio Center nhé. Các bác có nhu cầu về mã sản phẩm Audio Center 7.0 này, các bác cứ alo cho em nhé. Và báo giá các bác sản phẩm Pro này thì bên em đang cung cấp giá vào 6 triệu giá tại cửa hàng nhé. Và thiết kế quạt hai bên này, đây đường ra loa. Đường ra loa các bác sử dụng jack lưu trích nhé các bác nhé. Đấy, jack lưu trích này. Và các bác có thể chạy Braille. Quả này các bác thích gạt sang Braille, các bác chạy xúc kép, chạy quá đơn giản nhé, nhẹ nhàng nhé. Nếu mà các bác chạy Braille nối cầu thì bất kể một quạt xúc kép nào các bác có thể sử dụng được hết. Và đây các chế độ công tắc gạt này, dòng này nó nâng cấp, dòng Pro của Audio Center nâng cấp sử dụng những công tắc kín nhé, công tắc kín. Nên là công tắc này nó sẽ không bao giờ hỏng nhé các bác nhé, rất chi là bền, nên là không bao giờ bị sậm xẹt do phần công tắc phiên bản nâng cấp của dòng Audio Center. Nên là họ làm tính toán độ bền tối đa này. Đấy. Độ bền và độ sậm xẹt của phần công tắc chắc chắn là sẽ không xảy ra. Nên là các bác yên tâm nhé. Các bác sử dụng những mã sản phẩm đẩy Pro 7.0 này hay 6.0 thì cái độ ổn định của nó rất siêu ổn định nhé các bác nhé. Đẹp, thiết kế đẹp nhé. Đấy. Và đặc biệt là nâng cấp cả phần công tắc này. Công tắc nó như cả một cái app này. Đấy. Này bật một phát nó như đề luôn. Đấy các bác thấy chưa? Công tắc nó như một cái app luôn. Rất đẹp, rất chất nhá. Zin đẹp 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 các bác nhá. Đấy, chạy so Toshiba này. Và dòng này nó có cả bu áp nhá. Bu áp và nó chạy ba cấp điện áp, nên các bác sử dụng khi công suất lớn thì nó khác điều chỉnh điện áp tăng lên. Đấy, tụ đẹp này, quá đẹp này, quá chất nhá. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm đẩy Audio Center này, các bác cứ alo cho em nhé qua hai số hotline 0963 1138 hoặc 0962 355 309. Giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.